Hôm trước mình có quay con loa BK41 này, bass 40 thì rất nhiều bác các bạn đòi mở ruột moi gan ra vì sợ công suất nó không đủ lớn. Hôm nay em sẽ mở đây cho các bác xem đây. Mổ ruột moi gan đây, hai con có hai màu nhá. Đây, cho anh em xem đây, mình sẽ mở ruột moi gan bass con này ra. Đấy, em bận cậy ra cho anh em xem. Đây bass 40, bà đừng tiếng. Con này lồi đồng cối đá, con này gọi là cụ của các loại cụ, hát thì thôi thì chấm hết cuộc tình đây. Cho các bác xem, đây. Giáng Long thập bát trưởng là em nó. Đây, bass 40, bo mạch, có delay, có gì vật. Đây, có cả cổng guitar luôn cho anh em. Đơn ca tài tử, có USB, thẻ nhớ đầy đủ hết. Và hát, điều quan trọng là hát công suất cực kỳ nhẹ. Không để các bác chờ đợi lâu nữa, bây giờ em sẽ ngự ở trên này em hát bài cho nó sung sướng. Đây, cho bác nghe nhạc vàng nhé. Hôm trước các bác cứ bảo em hát không hay. Hôm nay mình sẽ hát trực tiếp đây nhá. Quý vị nghe tiếng mic nhỉ. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên nhạc này. Bát 40 quý vị ạ. Nhạc lên. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành mà lòng tôi trao em. Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời. Bây giờ mình sẽ thử bài nhạc sàn nhé. Cho quý vị nghe xem là ok không nhá. Đây. Cho các bạn nghe xem một bài là sàn lâu tốt luôn. Đây, lên nhạc này. Anh nghe thử. Mình ăn khách đứng, mình ăn khách đá thì mình phải cho em mình sẽ cho em. Cho anh em nghe con này luôn nhá, xem có đỉnh không nhá. Đây, mình test con này bát sống luôn anh em nghe này. Đấy, mình test con này bát sống luôn. Lên nhạc luôn. Đây cho anh em nhìn cận cảnh của bát nhá. Đây. Các bác nhé, BK41 nhé, chào các bác.